Đây là quang cảnh lễ kiết giới Sipa chùa Cho Tôm Chắc, phường 10, thành phố Sóc Trăng ngày thứ hai nha cả nhà. Hôm nay thì Dường Dường đến đây tiếp tục ghi hình cho cả nhà xem ha. Hân hoan chào đón quý hòa thượng, đại đức, chư tăng và Phật tử gần xa đến dự lễ khánh thành kiết giới Sipa. Cổng chùa cả nhà. Hôm nay thì ngày thứ hai rất là đông luôn nha. Bây giờ Trường Dương sẽ đi vào trong để ghi hình cho cả nhà xem. Chỗ bước thẳng vô lễ đài luôn. Giờ này chưa có không thấy cái đoàn nào vô, xin lưỡng vô cả nhà. Hai bên à, bây giờ chúng tôi xin mời cả nhà xem quang cảnh lễ kiết giới Sipa ngày thứ hai cả nhà. Lễ đài ha, phụ nhân lễ đài quá đông ha. Nhà nhạc của ông bữa nay cũng trang phục đẹp. Hôm nay là ngày thứ hai cả nhà. Trời vừa chuyển mưa, mà nắng chang chang mà đứng ngang hết luôn mưa. Đây là phía nhà ăn nha cả nhà. Rồi Phật tử đến đây điểm tâm và uống nước nha. Chỗ này là chỗ nhà ăn. Quá đông. Ở đây được hệ thống làm mát, đi ngang rất là mát luôn cả nhà. Đây mọi người đang ăn nè. Hôm nay không biết ăn gì, chứ ăn cơm luôn cả nhà. Nước salad luôn nè. Cái chỗ này rất là mát để mọi người đến đây viếng chùa và
ăn uống này cả nhà. Hôm nay nhà ăn cơm hộp. Quá đông rồi. Giờ này mới có 8:07 sáng mà đông quá trời, 8:09 rồi cả nhà. Dương Dương Sala ở đây thì chụp hình của mọi người bán ngang dưới này cả nhà. Chánh điện để Trường Dương đi qua bên đây chỗ rán chạy thì hôm qua chưa quay rồi cả nhà. Đại Thiên chụp hình mà bán khô. Cái màn này thì không khỏi không có thấy được cả nhà. Đây ngồi dài dài Trường Dương tính là không có cái vụ này à. Trường Dương tính không có cái vụ này à cả nhà, nhưng mà cũng sắp xếp cho mấy người này ngồi ở đây để xin nha, để con nghèo khổ được chỗ để xin tiền. Rồi dài dài lắng chạy bên đây quá vui 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 hình nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở chùa cho lán chạy, còn bên đây bên tay phải đi vô bên cổng phụ thì cũng cho phá tanh cho những người nghèo bên đây nè cả nhà. Rồi một dãy nè. Quá trời đông, quá trời đẹp. Giờ này Trường Dương thấy trên chánh điện thì cũng không đông nghẹt đâu cả nha. Chắc người ta lên cúng rồi xong người ta cũng đi xuống chứ không có đứng để cho nó bị kẹt trên chánh điện nha cả nhà. Mấy cô bán nhang với mấy cô ở trong đây á, vô chùa ăn luôn khỏi mất công về nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.